Như vậy là trái bóng V-League đã lăn trên khắp các sân cỏ cả nước tại vòng đấu mở màn của mùa giải 2020. Ở vòng đấu thứ hai tới đây, dịch Covid-19 vẫn sẽ ảnh hưởng tới giải đấu khi các trận đấu sẽ được tổ chức trong tình trạng không khán giả. Tuy vậy, sức nóng của vòng đấu chắc chắn sẽ không giảm đi khi cùng với việc trận đấu giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Thanh Hóa được rời sang 19 giờ Chủ nhật 15 tháng 3 để tạo điều kiện cho đội bóng tới từ thành phố mang tên Bác đại diện cho Việt Nam thi đấu tốt tại AFC Cup. Vòng 2 V-League 2020 hứa hẹn sẽ là vòng đấu vô cùng hấp dẫn khi các đội bóng đã trở lại vòng quay quen thuộc của giải đấu bóng đá số 1 Việt Nam. Sau trận thắng kịch tính trên sân Thanh Hóa, câu lạc bộ Hải Phòng sẽ trở về Lạch Tray để tiếp đón Quảng Nam ở vòng 2 LS V-League 2020. Trong khi đội chủ nhà đang có lợi thế tinh thần rất lớn sau khi giành 3 điểm ở trận khai màn, thì đội khách cũng có thể tự tin khi nhìn vào chiến tích trong lịch sử của mình. Với đội bóng đất cảng, chiến thắng trước câu lạc bộ Thanh Hóa ngay vòng 1 V-League 2020 mang ý nghĩa vô cùng quan trọng. Bởi đây là trận thắng duy nhất trong 5 trận đấu chính thức gần nhất của họ. Hơn thế nữa, Hải Phòng cũng vừa trải qua cuộc thay máu đội hình mạnh mẽ trước thềm mùa giải mới. Tôi rất là vui và hạnh phúc khi đội Hải Phòng có một cái kết quả tốt, giành 3 điểm trận khai mạc. Thực sự là mỗi trận đấu nó có những cái cảm xúc khác nhau. Nhưng hôm nay thì thật sự là rất là có những cái cảm xúc nó rất là khó tả, rất vui. Thực sự thì tôi chỉ hài lòng về cái tinh thần thôi. Còn cái sự phối hợp giữa ba ngoại binh thì thực sự là chưa được như mong muốn. Trong khi đó, đội khách Quảng Nam có thành tích 5 trận gần nhất khá hơn một chút với 1 chiến thắng, 2 trận hòa và thua 2 trận. Dù vậy, hai đội bóng đánh bại đội bóng xứ Quảng là hai đại diện mạnh nhất của bóng đá Việt Nam thời điểm hiện tại là câu lạc bộ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Ở vòng 1 V-League 2020, thầy trò huấn luyện viên Vũ Hồng Việt dù đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước nhưng không thể trụ vững trước những đường tấn công bài bản của Công Phượng, Phi Sơn và các đồng đội phải nhận kết quả thua ngược 1-3. Trong 5 trận đấu gần nhất hai đội gặp nhau, Quảng Nam đang nắm giữ lợi thế tinh thần khi giành 3 chiến thắng và 1 trận hòa. Bên cạnh đó, trong các cuộc đối đầu của hai đội bóng này, phần thắng cũng thường thuộc về đội khách khi 3 trên 5 lần đội chủ nhà trắng tay. Sau cuộc thay máu đội hình trước mùa giải mới, Hải Phòng đang dần ổn định lực lượng và có trong tay đội hình mạnh nhất để tiếp đón đối thủ. Trong khi đó, thầy trò huấn luyện viên Vũ Hồng Việt vẫn chưa thể có sự phục vụ trở lại của Hà Minh Tuấn và Huy Hùng do chấn thương. Ở trận đấu với Thành phố Hồ Chí Minh vừa qua, đội bóng này còn mất đi hậu vệ giàu kinh nghiệm Đức Lộc sau một pha va chạm. Mất Minh Tuấn là một mất mát rất là lớn của Quảng Nam. Vì nếu có Minh Tuấn ở trên thì sự gây sức ép lên hàng phòng ngự của đối phương là rất lớn, vì Minh Tuấn là một cầu thủ phải nói là gây sức ép rất là tốt lên hàng phòng ngự của đối phương. Còn Rodrigo thì thực tế chúng tôi cầu thủ này vừa mới bình phục chấn thương sau khoảng 2 tháng không tập luyện, và cách đây khoảng 3 ngày cậu ấy mới bắt đầu tập luyện trở lại. Do vậy là cũng ảnh hưởng rất lớn đến cái hàng công của chúng tôi. Trận đấu giữa Hải Phòng và Quảng Nam sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 13 tháng 3 trên sân vận động Lạch Tray. Dù không có khán giả cổ vũ, nhưng tinh thần chiến đấu của hai đội sẽ làm người hâm mộ theo dõi qua truyền hình hài lòng. Vào lúc 18 giờ thứ Bảy 14 tháng 3, Dương Nam Hà Nam Định sẽ tiếp đón tân binh của V-League 2020, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại sân vận động Thiên Trường. Tuy nhiên, chào lửa Thiên Trường sẽ bị giảm sức nóng rõ rệt khi các khán giả sẽ không được vào sân do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đây có thể được xem như là thuận lợi lớn đối với thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Đức, bởi Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ không phải chịu áp lực từ sự cuồng nhiệt trên khán đài của người hâm mộ đội bóng thành Nam. Tuy vậy,
sẽ là chủ quan nếu cho rằng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ có một trận đấu dễ dàng khi nhìn vào sự chuẩn bị của Nam Định trong mùa giải năm nay. Đội bóng Thành Nam bước vào V-League 2020 với sự nghiêm túc về mặt lực lượng khi họ gần như giữ nguyên bộ khung, chia tay với những ngoại binh không phù hợp và mang về thêm những bản hợp đồng được giới chuyên môn đánh giá cao về chất lượng là Đỗ Melo và Rafael Sơn. Ngay ở trận khai màn V-League 2020, Nam Định dù nhận thất bại 2-4 trước các nhà đương kim vô địch Hà Nội, nhưng đây là trận đấu mà hai thân binh Đỗ Melo và Rafael Sơn đều đã chứng tỏ được giá trị của bản thân. Đặc biệt là Đỗ Melo, tiền đạo nhập tịch kỳ cựu, dù đã nhận được sự kèm cặp gắt gao của bộ đôi trung vệ cao to Thành Trung Việt Anh, nhưng cũng kịp để lại dấu ấn bằng một bàn thắng cùng một pha kiến tạo đẳng cấp cho đồng đội Rafael Sơn ghi bàn ngay trong trận đấu đầu tiên trong mùa giải mới. Được thi đấu trên sân nhà, lại chỉ phải tiếp đón tân binh của V-League 2020, chắc chắn đội bóng Thành Nam sẽ làm mọi cách để bỏ túi 3 điểm đầu tiên. Phía bên kia chiến tuyến, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng rất quyết tâm có điểm trong trận đấu với đối thủ vừa sức Nam Định, nhất là trong bối cảnh họ vừa để thua Viettel trong một trận cầu tương đối thiếu may mắn. Đã có những thời điểm đoàn quân của huấn luyện viên Phạm Minh Đức dồn ép đối thủ và khiến cho thủ thành Nguyên Mạnh cũng như hàng phòng ngự của đội bóng áo lính phải toát mồ hôi hột chống đỡ, nhưng kinh nghiệm của đội bóng chưa từng chinh chiến tại sân chơi V-League đã khiến cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không thể có nổi dù chỉ một điểm khi thi đấu trên sân nhà. Sai lầm của thủ môn Quang Tuấn, người đã chơi cực hay trước khi phải nhận bàn thua duy nhất của trận đấu, đã khiến cho tân binh của V-League phải chịu thất bại đáng tiếc ngay trên sân nhà ở vòng đấu đầu tiên. Thi đấu trước Nam Định, chắc chắn Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ phải trông chờ vào tài cầm quân của huấn luyện viên Phạm Minh Đức cho điểm số đầu tiên tại V-League ở mùa giải năm nay. Than Quảng Ninh sẽ đối đầu với nhà đương kim vô địch V-League Hà Nội FC sau trận đấu với Severion của Campuchia. Dù phải bung sức chinh chiến ở AFC Cup, nhưng cuộc tiếp đón đội bóng thủ đô trên sân nhà vẫn đem lại sự tự tin cho đội bóng đất mỏ. Ở vòng đấu đầu tiên V-League 2020, Than Quảng Ninh đã phải nhận thất bại trước Hoàng Anh Gia Lai trên sân Pleiku dù được đánh giá cao hơn đối thủ. Tuy nhiên, họ có quyền hy vọng khi trở về sân nhà tiếp đón Hà Nội FC. Trong những lần hai đội gặp nhau trước đây, thầy trò Phan Thanh Hùng đã khiến đại diện thủ đô mất vui tới 2 lần trên sân nhà của đội bóng đất mỏ. Trong đó, năm 2017, trận hòa 4 đều trên sân Cẩm Phả đã cướp đi ngôi vô địch của Hà Nội FC. Ở trận đấu này, thầy trò Chu Đình Nghiêm chỉ cần thắng là đủ điều kiện nâng cao chiếc cúp của mùa giải. Tới V-League 2019 vừa qua, cũng chính Than Quảng Ninh là đội bóng đánh bại Hà Nội FC 4-2 trong ngày đội bóng thủ đô đăng quang ngôi vô địch. Trong 5 trận đấu gần nhất tại V-League, Than Quảng Ninh có 2 trận thắng, 2 trận hòa và đều thua 1 trận. Dù vậy, đội bóng đất mỏ chỉ có 1 lần tận hưởng niềm vui chiến thắng trong 5 lần gần nhất thi đấu trên sân nhà. Với đại diện thủ đô, họ có 4 chiến thắng và 1 trận thua trong 5 trận chính thức gần đây. Thành tích sân khách của họ cũng rất ấn tượng khi giành 3 chiến thắng, 1 trận hòa, thua 1 trận trong 5 lần dưới sân hàng đẫy gần nhất. Về tình hình lực lượng, huấn luyện viên Phan Thanh Hùng đang có trong tay lực lượng mạnh nhất khi không có cầu thủ nào gặp chấn thương nghiêm trọng. Ở bên kia chiến tuyến, Hà Nội FC không được may mắn như vậy khi Duy Mạnh đứt dây chằng nghỉ thi đấu dài hạn. Đinh Trọng vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, Romario vẫn phải tập riêng vì chấn thương và chưa chắc khả năng ra sân. Quang Hải đã có 2 trận liên tiếp phải vào sân từ băng ghế dự bị. Tuy nhiên, trong tay huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đang có những cầu thủ trẻ do chính họ đào tạo ra đã được thử lửa tại các hạng đấu thấp hơn. Cá nhân tôi cho rằng ngày hôm nay thì hai trung vệ đã làm tốt nhiệm vụ của mình. Đặc biệt là khi Việt Anh là lần đầu tiên được thi đấu ở V-League, bạn ấy ngoài phòng ngự là bạn còn tham gia tấn công và có được bàn thắng, và lần đầu tiên được ra quân trong cái mùa giải V-League mà có được ấn tượng như vậy, thực sự không phải là dễ dàng cho một cầu thủ trẻ như Việt Anh. Tôi tin rằng là Việt Anh sẽ và Thành Trung sẽ là một cặp trung vệ đáng xem ở V-League 2020. Với những duyên nợ của hai đội bóng, cuộc đối đầu của Than Quảng Ninh và Hà Nội FC xứng đáng là trận cầu đáng xem nhất vòng 2 V-League 2020. Trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 18 giờ ngày 15 tháng 3 trên sân vận động Cẩm Phả. Viettel sẽ tiếp đón Hoàng Anh Gia Lai trên sân Hàng Đẫy lúc 19 giờ ngày 15 tháng 3. Cả hai đội đều đã có được 3 điểm sau loạt trận khai màn giải vô địch quốc gia và hưng ngự khí thế bước vào cuộc đối đầu này. Không chỉ cùng có chiến thắng ở vòng 1, cả Viettel và Hoàng Anh Gia Lai đều cùng có được chuỗi 4 trận liên tiếp cùng thắng tại V-League. Hai đội cùng ghi được 13 bàn thắng trong 5 trận gần nhất, nhưng trong khi đội bóng áo lính đều thua tới 10 bàn thì thầy trò Lee Tae-hoon chỉ bị thủng lưới tổng cộng 6 lần. Trong 5 trận đấu gần nhất trên sân nhà,
Viettel đã giành 3 chiến thắng, hòa 1 và thua 1 trận, ghi 10 bàn và để thủng lưới 6 bàn. Với Hoàng Anh Gia Lai, 5 lần hành quân làm khách gần nhất, họ giành được 2 trận thắng, 1 trận hòa và để thua 2 trận, ghi 8 bàn và phải nhận tới 11 bàn thua. Ở mùa giải 2019, khi Viettel còn là tân binh của sân chơi cao nhất bóng đá Việt Nam, hai đội gặp nhau 2 lần. Mỗi đội cùng được hưởng niềm vui chiến thắng 1 lần. Điều đặc biệt trong những lần đối đầu này là cả 2 lần đội khách đều có thể rời sân với 3 điểm trong tay. Trên sân hàng đẫy, Hoàng Anh Gia Lai giành chiến thắng đậm 3 bàn không gỡ, trong khi trận tái đấu của hai đội tại Pleiku đã chứng kiến chiến thắng 3-2 của thầy trò Nguyễn Hải Biên. Về tình hình nhân sự, Viettel đang có sự phục vụ của thủ môn xuất sắc nhất V-League 2019 Trần Nguyên Mạnh. Tại vòng 1, thủ thành gốc Nghệ An đã thi đấu rất ấn tượng để giúp đội bóng áo lính giành chiến thắng ngay trên sân của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Cũng ở trận đấu này, trung vệ Bùi Tiến Dũng trước đó gặp chấn thương nhẹ đã được huấn luyện viên Trương Việt Hoàng đưa vào sân ở phút thi đấu cuối cùng, báo hiệu anh đã phục hồi. Trong khi đó, bên phía Hoàng Anh Gia Lai hiện tại cũng đang có lực lượng mạnh nhất trong chuyến hành quân ra Hà Nội lần này. Trận đấu giữa Viettel và Hoàng Anh Gia Lai sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 15 tháng 3 trên sân vận động Hàng Đẫy. Chắc chắn ở cuộc đối đầu này, đội bóng áo lính muốn giành được chiến thắng để đòi lại món nợ thua ở mùa giải trước. Tại trận đấu muộn nhất vòng 2 V-League 2020, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được tiếp đón Thanh Hóa trên sân vận động Thống Nhất vào lúc 19 giờ ngày 15 tháng 3. Được thi đấu trên sân nhà, lại chỉ phải tiếp đón Thanh Hóa, đội bóng không thể giành được dù chỉ là một điểm trước Hải Phòng ở lượt trận đầu tiên. Chắc chắn đoàn quân của huấn luyện viên Chung Hae-song có lý do để tự tin vào việc giành chọn 3 điểm ở trận đấu thứ hai liên tiếp tại V-League 2020. Cũng phải nói thêm rằng Thành phố Hồ Chí Minh đang có phong độ rất tốt ở giai đoạn đầu của mùa giải. Trong 5 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường, họ đã giành chiến thắng tới 3 trận, hòa 1 trận và chỉ phải chịu thất bại trước Hà Nội FC trong trận siêu cúp quốc gia 2019. Ở đấu trường AFC Cup, mặc dù phải thi đấu toàn bộ 3 trận đấu đầu tiên trên sân khách do lo ngại về ảnh hưởng của dịch Covid-19 tại Việt Nam, nhưng đội bóng tới từ thành phố mang tên Bác vẫn xuất sắc ngự trị ở vị trí đầu bảng xếp hạng với thành tích bất bại. Dù phải thi đấu với mật độ dày, nhưng những cá nhân của Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang cho thấy họ sẵn sàng thay phiên nhau tỏa sáng khi cần thiết. Nếu như ở những trận đấu đầu tiên của mùa giải, bộ ba Phi Sơn, Công Phượng, Amiru Bade thay nhau góp vào những bàn thắng quan trọng, thì trong 2 trận đấu gần nhất, tiền đạo Nguyễn Xuân Nam đang sắm vai của một siêu dự bị khi ghi 4 bàn thắng sau khi được tung vào sân thay người. Rõ ràng khi có đủ yếu tố con người, đoàn quân của huấn luyện viên Chung Hae-song đang rất sẵn sàng trong việc chinh phục tất cả các giải đấu mà họ tham dự. Đối thủ của Thành phố Hồ Chí Minh, câu lạc bộ Thanh Hóa dù rất quyết tâm có được thắng lợi ở trận đấu ra quân, nhưng sự thiếu may mắn của Samson và các đồng đội đã khiến cho các học trò của huấn luyện viên Fabio Lopez không thể mang về điểm số đầu tay cho vị tân thuyền trưởng của đội bóng xứ Thanh. Làm khách trước đương kim Á quân V-League sẽ là thử thách cực lớn dành cho Thanh Hóa. Lợi thế duy nhất của các vị khách cho đến lúc này có lẽ là về thể lực, khi đây mới là trận đấu chính thức thứ hai của họ ở trong mùa giải năm nay. Cùng với đó là một chút lợi thế nếu nhìn vào thành tích đối đầu ở trong quá khứ. Ở mùa giải năm ngoái, dù thi đấu bết bát và phải đứng vị trí áp chót trên bảng xếp hạng, nhưng cả hai cuộc đối đầu giữa Thanh Hóa và Thành phố Hồ Chí Minh đều kết thúc bất phân thắng bại. Nếu cải thiện được phong độ của những nhân tố trên hàng công, Thanh Hóa hoàn toàn có thể tạo ra bất ngờ trên sân vận động Thống Nhất. Bởi suy cho cùng, thất bại ngay trong trận ra quân không phải do hàng phòng ngự của họ chơi tệ, mà là do tiền đạo Joseph Mpande đã quá xuất sắc trong tình huống dứt điểm của mình. Có được điểm số làm vốn trước Thành phố Hồ Chí Minh chắc chắn sẽ là mục tiêu của huấn luyện viên Fabio Lopez và các học trò ở trận đấu muộn nhất vòng 2 V-League 2020. Ở những cặp đấu còn lại, Sông Lam Nghệ An sẽ tiếp đón BKM Bình Dương trên sân nhà vào lúc 17 giờ ngày 14 tháng 3. Đây là trận đấu mà người hâm mộ đang rất chờ đợi Phan Văn Đức sẽ tỏa sáng sau khi trở lại thi đấu trọn vẹn hiệp 2 tại vòng 1 V-League. Trong khi đó, Sài Gòn FC hành quân đến làm khách của SHB Đà Nẵng trong trận đấu được diễn ra vào lúc 17 giờ ngày Chủ nhật 15 tháng 3. Tất cả các trận đấu tại vòng 2 sẽ đều được trực tiếp trên sóng truyền hình. Mời các bạn đón xem. 2020.